Chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ đi đường Võ Tánh, là đường Nguyễn Trãi hiện nay. Ngày xưa tên là Võ Tánh, khúc này là khúc Châu Văn Liêm, Lương Nhữ Học, bắt đầu từ Lương Nhữ Học, phố Lồng Đèn, phố Lồng Đèn hiện nay nè. Đi đi Võ Tánh để đi gợi nhớ lên cho một số cô chú anh chị và các bạn ở phương xa về cái con đường bán rất là nhiều cái cây kiểng của Sài Gòn ha. Và thông qua đó gửi đến chú có cái nickname, xin lỗi chú là con không nhớ tên, nhưng mà chú nói là ngày xưa trước kia chú ở 248 250 Võ Tánh là Nguyễn Trãi bây giờ, thì đối diện cái vườn hoa vườn bông. Thì bây giờ sẽ đi ngang đó và thực hiện cái video này để gửi đến hình ảnh hiện nay để ôn lại kỷ niệm ngày xưa nha. Đó, mình đi vừa qua cái chợ chợ xã Tây, chợ xã Tây của quận 5. Chợ xã Tây thì ngắn thôi, nằm trong một con hẻm thông qua từ Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo B và qua Nguyễn Trãi, một đoạn khoảng chừng 300-400 mét. Đây là ngã tư Tảng Đà, Tảng Đà và Nguyễn Trãi. Thì hầu như là thay đổi hết rồi, có mấy tòa nhà đã xây mới lên và cũng có số công trình cũ vẫn còn, mà đa số là xây mới hết. Ở đây hiểu ta qua cái ngã tư Ngô Quyền. Tới đó là Nguyễn Tri Phương, bệnh viện 7A, bệnh viện Nguyễn Trãi. Ở đây là ngã ba Trần Xuân Hòa. Có rất là nhiều cô chú anh chị nói về những kỷ niệm xưa, chia sẻ về Sài Gòn xưa, thì em rất là cảm ơn. Thông qua đó thì em hiểu được, biết được những công trình kiến trúc ngày xưa là cái gì, ở hiện nay là cái này, nhìn cái này mà nhớ tới ngày xưa. Hẻm 517 Nguyễn Trãi, cái này có bán cháo, hẻm nó bán cháo ổi nữ hoàng. Đó này họ bán rất nhiều cái nông sản ở dưới quê, giờ họ mang lên bán từ từ rồi đó. Ở đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Trãi. Mình cũng sắp tới cái vườn hoa vườn bông rồi đó. Hướng này thì mình đi về quận Nhất nha, quận Nhất chợ lớn, ở quận Nhất chợ Bến Thành. Lê Lai, Bồn Xây, Bồn Binh, ngã 6, Phù Đổng á. Hướng này nếu mà đi thẳng thì sẽ tới những địa điểm như vậy, nhà thờ Quận Sĩ rồi, chợ Thái Bình rồi. Còn khu bên đây thì mình đang đi ở trên đường này là hướng quận 5, khu vực quận 5. Khu này cũng có mấy nhà tang lễ hồi thời xưa, cho bệnh viện An Bình, khu An Bình. Nhà
tang lễ này là hồi xưa rất là lâu đời nè. Đây giao lộ Trần Phú và Nguyễn Trãi. Hướng này là Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Duy Dương hướng về chợ An Đông á. Mình bắt đầu đi vô khúc mà có nhiều cửa hàng quần áo rồi nè. Gần Tết rồi quá trời luôn. Hôm nay buổi tối là đông nghẹt. Hồi xưa thì bán bông, bán cây, bây giờ thì bán thời trang ha. Cái đường này thì mới được nhà nước công nhận là phố thời trang, chắc hồi đầu năm 2018. Đây, ngã ba Bùi Hữu Nghĩa, con đường mà chuyên bán món quay, vịt quay, gà quay, heo quay ha. Là con đường này ra thẳng đường này là tới chợ Hòa Bình, chút nữa lộn Thái Bình rồi. Mọi người thông cảm, này cũng có rất là nhiều cái quán ăn ha. Lại có cái đám màn, đây bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện chắc hồi xưa đây là bệnh viện quân y ha, không biết phải không ta. Cái này chắc có cô chú anh chị mới biết. Khúc này ngày xưa có, theo lúc em biết đến thì có mấy cái vườn bông lận, vườn bông Út Tài, Nguyễn Văn Tập. Út Tài thì kế bên Nguyễn Văn Tập. Đó, mình gần tới địa chỉ 240, 248 rồi đó. Đây là góc ngã tư Nguyễn Trãi và Huỳnh Mẫn Đạt ha. Ngày xưa ở đây cũng là bán bông nè, nhưng mà giờ xây nhà lên rồi vẫn còn hoa hồng nhung. Đây Út Tài, vườn bông Út Tài, rồi vườn bông Nguyễn Văn Tập. Vườn bông này rất là lớn nhất ở Nguyễn Trãi hiện nay ở đây. Văn Tập nhà rất là bự ha. Ngày xưa ý mình qua địa chỉ 240 rồi, 248 rồi, 248, 250 à, chắc mình quay lại nội dung chính của video ngày hôm nay. 248, 250 Nguyễn Trãi. Xưa bây giờ thành hai căn rồi. Đây là Vi và Nguyễn Nhi. Gửi chú xem nha. Rồi nhìn qua là vườn bông Út Tài với Nguyễn Văn Tập. Rồi kế bên đó là tiệm bánh IBC, bánh Đức Phát. Rồi có cái hẻm bán chè. Rồi xưa tới đây có cái vườn bông ngày xưa nữa. Nhưng mà vườn bông này thì họ bán rồi. Đây ngay ngã tư Lê Hồng Phong và Nguyễn Trãi. Ngày xưa là đền lưu nè, đó, ngay chỗ này. Miếng đất này thì họ bán rồi,
hình như cũng hàng trăm tỷ, mấy triệu đô. Rồi nhìn qua là chợ Bào Sen. Rồi hành trình ngày hôm nay thì xin gửi đến cô chú anh chị và bạn những cái kỷ niệm xưa để mọi người có thể ôn lại. Rồi em xin tạm dừng video tại đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Đây tới ngã tư Trần Bình Trọng và Nguyễn Trãi. Chợ quán. Rồi tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha.